Những người làm chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hãy thận trọng khi dùng thuốc kháng sinh, bởi dù có tác dụng điều trị nhiễm trùng hiệu quả, thuốc kháng sinh cũng gây ra không ít tác dụng phụ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng. Thông tin có trên trang Alo Bác sĩ và trang Sức khỏe và Đời sống. Vấn đề về tiêu hóa. Các vấn đề về tiêu hóa là một trong những tác dụng phụ được báo cáo phổ biến nhất của việc dùng kháng sinh. Các triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn, khó tiêu, tiêu chảy, đầy hơi. Hầu hết các vấn đề về tiêu hóa sẽ biến mất khi ngừng dùng thuốc. Tuy nhiên, nếu gặp các triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài, nên ngừng dùng kháng sinh và đi khám hoặc báo cho bác sĩ. Các triệu chứng nghiêm trọng bao gồm có máu hoặc chất nhầy trong phân, tiêu chảy nặng, đau quặn bụng hoặc đau dữ dội, sốt, nôn không kiểm soát được. Bạn có thể bổ sung men vi sinh và prebiotic trong và sau một đợt dùng kháng sinh để có thể giúp khôi phục sự cân bằng của vi khuẩn trong đường ruột. Nhiễm nấm. Thuốc kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn có hại. Tuy nhiên, đôi khi chúng tiêu diệt cả vi khuẩn tốt bảo vệ con người khỏi nhiễm nấm. Do đó, nhiều người dùng thuốc kháng sinh bị nhiễm nấm trong âm đạo, miệng, họng. Các triệu chứng nhiễm nấm thông thường bao gồm ngứa âm đạo, sưng và đau, đau và cảm giác nóng rát khi đi tiểu, dịch tiết âm đạo bất thường, sốt và ớn lạnh, đau khi ăn hoặc nuốt. Những người dùng thuốc kháng sinh hoặc đã sử dụng chúng mà xuất hiện các triệu chứng trên cần đi khám. Thuốc chống nấm sẽ được dùng để điều trị nấm trong hầu hết các trường hợp. Tương tác thuốc. Một số loại thuốc phổ biến có thể tương tác với một số loại kháng sinh, gồm các chất làm loãng máu, thuốc tránh thai, thuốc kháng axit, thuốc kháng histamine, vitamin tổng hợp và một số chất bổ sung, đặc biệt là những chất dầu kẽm, sắt và canxi, thuốc trị vẩy nến, thuốc viêm khớp dạng thấp, thuốc lợi tiểu. Khi người bệnh đang dùng bất kỳ một loại thuốc nào, cần báo cho bác sĩ biết trước khi kê đơn dùng kháng sinh. Bác sĩ sẽ cân nhắc để tránh tối đa sự tương tác bất lợi cho người bệnh. Tương tác thuốc có thể làm tăng hoặc giảm hiệu quả của các thuốc dùng, cũng có thể gây ngộ độc thuốc hoặc làm trầm trọng thêm bệnh sẵn có. Nhạy cảm với ánh nắng. Có một số loại thuốc thông dụng có thể làm tăng cường độ hấp thu của ánh sáng qua da, làm tăng nguy cơ sạm da, rám da, nổi mẩn da hoặc những rối loạn về da. Nghĩa là thuốc sẽ gây tác dụng phụ lên da khi người sử dụng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Hiện tượng này được gọi là phản ứng nhạy cảm da với ánh sáng. Một số loại thuốc kháng sinh gây nhạy cảm da với ánh sáng như doxycycline, tetracycline, ciprofloxacin. Vì vậy, trong khi dùng thuốc kháng sinh có thể gây nhạy cảm ánh sáng, mọi người nên tránh thời gian tiếp xúc ánh sáng kéo dài, luôn luôn sử dụng kem chống nắng phổ rộng, SPF cao khi ở ngoài nắng, mặc quần áo bảo hộ khi ra nắng như mũ, áo dài tay và quần dài, hoặc uống thuốc vào ban đêm nếu có thể, cho phép tối đa thuốc hấp thu và phân bố vào ban đêm, vì thế giảm thiểu tối đa sự phơi nhiễm với ánh sáng mặt trời. Bất cứ ai gặp phải sự nhạy cảm với ánh nắng mặt trời trong khi dùng thuốc kháng sinh cũng cần thông báo cho bác sĩ biết. Mề đay. Mề đay thường là biểu hiện ban đầu của phần lớn các trường hợp dị ứng thuốc, trong đó có những dị ứng thuốc rất nặng như hội chứng Stevens-Johnson, hội chứng Lyell. Dùng kháng sinh, đặc biệt là penicillin, huyết thanh, vaccine, thuốc chống viêm không steroid như aspirin, ibuprofen hay gặp dấu hiệu bất lợi này. Mề đay có thể xuất hiện sau dùng thuốc từ 5 đến 10 phút đến vài ngày, tùy theo từng loại thuốc gây dị ứng. Trường hợp nặng kèm theo với mề đay có thể là đau bụng, đau khớp, chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, mệt mỏi, sốt cao. Sốc phản vệ. Trong một số ít trường hợp, kháng sinh có thể gây ra phản ứng dị ứng vô cùng nghiêm trọng được gọi là sốc phản vệ. Dấu hiệu sốc phản vệ bao gồm nhịp tim nhanh, nổi mề đay hoặc nổi mẩn đỏ, cảm giác khó chịu và kích động, cảm giác ngứa gian và chóng mặt, sưng miệng, cổ họng và mặt, khó thở, tụt huyết áp, co giật. Sốc phản vệ thường phát triển trong vòng 15 phút sau khi uống thuốc kháng sinh và có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Chính vì vậy, với những người có tiền sử dị ứng nói chung hoặc dị ứng với kháng sinh nói riêng thì cần đặc biệt thận trọng, thông báo với bác sĩ trước khi dùng bất cứ loại kháng sinh nào cũng như không sử dụng bất cứ loại thuốc nào của người khác trong gia đình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.